Dạ em chào anh cơ quan. Hello, xin chào Chung, xin chào Dạ tất chào. cả mọi người. Nghe rõ, âm thanh nghe rõ Dạ không nghe rõ anh. Chúng ta đề cập đến tự do ngôn luận kiểu Mỹ. Đấy, đặc biệt là theo kiểu Canada. Đấy, Chung? của nhân vật rất là tuyệt vời, rất là thông minh, đấy, thường xuyên phát biểu về những cái bài phát biểu mang tầm vĩ mô về phát triển kinh tế đấy, các tầm gọi là toàn là các cái luận án tiến sĩ thôi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta theo dõi chúng ta thấy được đấy, thì không biết là còn con nhang đệ tử nào tiếp tục thờ phụng chùa Đầu thì tiếp tục đóng góp nhé, để cho chùa Đầu đủ tiền để mà đóng tiền bảo lãnh mà tại ngoại về đeo cái còng điện tử đấy, cái thiết bị điện tử đấy, loạn loạn trốn ra khỏi khu vực đấy mà nó báo động mà bị bắt, không khéo lại nó nhốt lại không bảo lãnh được nữa đâu, mất tiền đấy. Thế cố gắng nhé, cố gắng đóng góp cho chùa Đầu nhiều vàng đấy, khả năng là đợt này là không may là đi cắt cỏ, thế là cũng gom cỏ vào để đốt, thì không may là sặc khói, thế sặc khói thế là được bị như thế đấy. Thế là đây là bài học nhé. Nếu nghe những cái thằng mời tivi đấy, thằng Trực Huy, cái thằng ăn trộm ăn cắp đấy, đúng không, thằng nghiện hút đấy, rồi cái thằng cha bơi chú báo, cái thằng xin lê đấy. Đấy, mấy cái thằng ấy nó lên tuyên truyền đấy. Đấy, Trần Nhật Phong cũng thổi tuyệt vời lắm, lên nó ca ngợi đấy, đấy bảo vệ đi, lên tiếng đi. Bây giờ phải lên tiếng nha, đề nghị các anh ở bên kia thế giới, các anh phải lên tiếng, các anh phải phê phán kịch liệt vào đấy, các anh phải 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 phải, phải viết thỉnh nguyện thư đấy, các anh gửi cho chính phủ Canada đấy, là phải phê phán, phải tìm xem cái những cái ông nào đấy, cảnh sát vào ra Canada bắt cái dân oan đấy, gọi là dân oan chuột đồng đấy, phải xử lý nghiêm khắc nhé, thậm chí là phải đuổi ra khỏi ngành đấy, nó phải làm mạnh lên. Bây giờ cái của mình đã nói ra rồi thì mình phải thực hiện, thì nó mang lại tính thuyết phục đúng không, nó phải mang lại cái niềm tin đấy, cái thuyết phục cho người nghe. Chứ hôm nay thì nói một đảng, ngày mai thì lại một kiểu, sau đó là gì, im ru đấy, lên bảo vệ đi, bảo vệ chuột đồng đi nhanh, không thì người ta lại bắt, người ta thu, người ta nấu giả cầy lại khổ đấy nhé, là cái món chả cầy chuột ngon lắm đấy. Đấy thì cái góc độ cá nhân em thì em nhìn nhận mấy cái điểm như vậy, thì cũng mời anh Thơ Quang, cô chú anh chị tiếp tục chia sẻ về cái nội dung này. OK Chung, thì vấn đề mà gọi là như thế nào tự do ngôn luận thì Chung chia sẻ cũng rất là rõ. Anh chị lưu ý thêm mọi người, đặc biệt là những người mình nói nôm na gói gọn, ví dụ là trong chia chung với anh em mình á, mình gọi chung là gia đình mình đi ha, cho mọi người dễ hình dung. Thì cá nhân anh thấy thì cũng may, tức là những người trong gia đình mình thì chưa chưa có ai mà đi quá xa về vấn đề gọi là tự do ngôn luận. Chứ thật ra còn trên cái không gian mạng á, mà những người chúng ta nói là tạm ha, tạm nói là những người bên bên đỏ đấy, thật ra là rất nhiều trường hợp họ họ đang vi phạm cái vấn đề gọi là tự do ngôn luận á, mà họ không 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 biết có phải là họ không biết hay không, hay là họ như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cá nhân mình thấy thì họ phạm vào điều đó rất là nhiều. Thì thôi, thì cái đó quyền cá nhân của mỗi người thì mình không ý kiến đúng không. Nhưng mà qua cái câu chuyện những đoạn clip và chung chia sẻ của Quang Lâm thì anh thấy thêm hai cái điểm này. Thứ nhất là rất đồng tình với chung về vấn đề là cái từ đấu tranh. Mọi người thấy rõ không ạ? Bất cứ ở trong Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta đó, có vấn đề gì thì ôi trời, những thành phần bên kia nó kêu gào ghê lắm. Ngoài cái tổ chức Việt Tân ra thì những thành phần gọi là con nhang đệ tử làm YouTube kiếm cơm á, ha, như Phiêu Đồng hay là Huy Nghị hay Trần Phong hay là Việt Thanh Tâm, Việt Lai vân vân, đại khái những thành phần đó kêu gào ghê lắm, đấu tranh ghê lắm. Còn mấy thành phần cóc ké nó lăng quăng ở đây thì Thư Quang không nói tới rồi, đúng không, kêu gào ghê lắm đó. Trường hợp của Phiêu Đồng nè, đồng loại của tụi nó đó, vậy xin hỏi mọi người có ai, có thằng nào con nào đã kêu gào để cứu đồng loại đó chưa, là tay Phiêu Đồng này chưa, đúng không? Tức là ngay cả đồng loại của nó mà nó còn không đấu tranh nữa, thì xin hỏi mọi người á, người dân Việt Nam là gì đối với tụi nó, không? Chúng ta sẽ thấy thêm một khái niệm về đấu tranh nữa. Rồi cái thứ hai á,
Thì cái đoạn clip mà Trung chia sẻ về ông Elon Musk gì đó khi mà chính thức tiếp quản công ty Twitter đó là lập tức sa thải bao nhiêu nhân viên, Trung 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 nhớ không? Trung nắm được không? Hình như hơn hơn 700 nhân viên thì phải, em nghe không nhầm như thế, Bảy bảy ngàn rưỡi hay 700, bảy ngàn rưỡi hay 700 gì đấy, hình như là 7.500 thì phải. tức là lập tức sa thải một lượng nhân viên rất là lớn đúng không? Tại sao anh hỏi điều này? Và mong mọi người để hiểu tại sao tôi quan hỏi điều này, để chúng ta thấy những thành phần bên kia đó họ luôn ca ngợi Mỹ Đế là đất nước rất là văn minh đúng không? Vậy trong trường hợp này á, có không hai cái chữ văn minh? Và qua câu chuyện đó chúng ta sẽ thấy rõ luôn là tại sao khi ở Mỹ, người dân Mỹ á, khi họ có công ăn việc làm họ rất sợ mất việc làm. Bởi vì mất việc làm đồng nghĩa với, gần như đồng nghĩa với câu chuyện là homeless. Cái này Việt Nam có thể xác nhận giùm mình không? Tức là ở Mỹ nếu mà không có việc làm là người dân rất là stress. Đó. Xin hỏi mọi người nha, những nhân viên của Twitter đó, đó có làm gì sai không? Vậy cái luật lao động ở Mỹ có bảo vệ người dân không? Có bảo vệ chính những cái công nhân làm việc để gọi là cống hiến, đóng tiền thuế cho nước Mỹ không? Đúng không? Công đoàn hay là liên đoàn hay là đoàn tổ chức lao động gì ở bên Mỹ đó, họ có những chính sách để bảo vệ cho những người dân Mỹ đó hay chưa? Rõ ràng chưa? Đó, việc đó không việc làm là tan nhà nát cửa. Và đơn bác nó không việc làm là chỉ có đi ăn xin thôi. Ví dụ ở Việt Nam rõ ràng nha, luật lao động Việt Nam rất là rõ ràng, bảo vệ người lao động rất là chặt chẽ, trừ khi người lao động vi phạm điều gì đó với công ty A và cờ, nó có ghi rõ hết chi tiết ở trong bộ luật lao động luôn, thì công ty đó mới được quyền gọi là cho người công nhân đó thôi việc. Cái này là thơ quan chưa nói tới câu chuyện là ở Việt Nam với ở Mỹ khi đã không có việc làm đi kiếm việc làm khác có dễ dàng không, thơ quan chưa đề cập tới. Thơ quan chỉ nói tới về cái chính sách của hai nhà nước khi chăm lo cho người dân thôi. Vậy qua câu chuyện đó mọi người thấy không? Luật Mỹ bảo vệ người dân đen hay bảo vệ những thành phần chủ cả? Bởi vì rõ ràng là khi ông Elon Musk tiếp quản công ty Twitter, không cần biết lý do gì cả, tao thích thì tao sa thải, đồng khe, thấy chưa? Chính phủ Mỹ có can thiệp không? Trong khi họ làm lỗi gì, họ làm sai gì? Và trong khi Elon Musk là một công dân Mỹ gốc, ông ta cũng thừa hiểu được rằng khi một công dân Mỹ, một người Mỹ mà không có việc làm thì sẽ gây khó khăn khốn khó gì cho gia đình và bản thân họ. Ở đây đó, câu chuyện nãy giờ thơ quan đưa ra để chúng ta thấy là về hai cái chữ văn minh thôi nha. Văn minh thôi nha, chứ mình chưa nói sâu về vấn đề là chính sách đối xử hay là như thế nào vân vân, mình chưa đề cập tới. Thì theo mọi người như vậy có được xem là văn minh không? Đúng không? Có được xem là văn minh không? Vậy mà những thành phần bên kia ca tụng ghê gớm lắm, giống như Trung chia sẻ đó giờ, qua Mỹ sướng lắm, mặc định ở nhà lầu đi xe hơi, một đất nước văn minh giàu có bậc nhất thế giới, giàu đúng, mình công nhận nước Mỹ giàu, nhưng mà những cái khoản kia phải xem lại nha, chúng ta nên xem lại nha. Ngay những người gọi là chủ cả cái tầm như Elon Musk á, gọi là tỷ phú rồi chứ còn gì nữa, có văn minh hay không thôi, chứ đừng nói về và có những người là ở ở gọi là cái cấp thấp hơn ở dưới đó.
Nghe một con người như vậy, tiền ông ta xài sao hết, nó không gọi là tiền núi, tỷ phú mà. Cái cách hành xử của ông ta có văn minh hay không? Hay là mấy thành phần bên kia là nhảy vào là chống chế, là ôi cái đó là cái tự do của nước Mỹ. Đúng không Trung? Chắc chắn cái điều này họ sẽ vào họ chống chế, ui Mỹ nó vậy đó. Trời ơi gì chứ Mỹ là tự do lắm, ai muốn làm gì làm mà. Đó. Cho nên với cái chủ đề của Trung hôm nay thì suốt năm 9 năm không riêng vì cái chuyện mà ông Diệm nha. Không riêng gì về chuyện ông Diệm. Thì qua đó chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều vấn đề. Rất là nhiều câu chuyện. Nó lột tả cho chúng ta thấy càng ngày nó càng lột tả rất là rõ ràng. Thì cá nhân anh xin bổ sung thêm hai cái điểm đó. Thì không biết Trung có mở rộng ra thêm được gì nữa không, hoặc là khách mời dưới có mở rộng thêm được gì nữa không, thì xin mời mọi người, xin mời Trung. Dạ ok, em cảm ơn anh. Thì nói tóm lại đấy, thì chúng ta thấy được là gì? Trước đây, đúng không ạ? Vua Đình Diệm đã không nghe theo lời của Mỹ, không chịu sự sắp đặt của Mỹ. Thì đã có một cái happy day. Thì ngày hôm nay cũng thế thôi, đúng không ạ? Cái nhân viên của Twitter này, người ta cũng chắc chắn là người ta làm việc ở trong cái hệ thống của công ty truyền thông này. Thì người ta phải chịu sự chỉ đạo của những người đứng đầu, đúng không ạ? Của những người làm chủ. Thế nhưng hiện nay nó là gì? Đó là người ta thay đổi chính sách, đặc biệt là thay đổi chủ. Thì ngay lập tức các cái nhân viên đó, như 7.000, hơn 7.500 là bị sa thải. Đấy thì rất là khó hiểu. Thì cũng như anh nói thôi, cũng có thể là những cái thành phần bên kia nó bảo là cái này là được quy định của nước Mỹ nó là thế. Giống như kiểu cái vấn đề mà súng ống mà nó ở hiến pháp của Mỹ quy định thế. Thế cái gì cũng thế, nó đều pin vào và nó cho rằng đó là tự tự do của nước Mỹ. Thế nhưng mà tự do của nước Mỹ ngày hôm nay đã được phơi bày, đã được gỡ nút thắt, đúng không ạ? Đã được chứng minh là chỉ có Elon Musk thì mới làm được tự do của nước Mỹ vĩ đại trở lại thôi, chứ còn những thành phần khác thì không làm được điều đó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta làm một cái buổi live, chúng ta chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình. Thì đối với em cũng vậy thôi, em cũng không mang tính chất là định hướng mà chỉ là quan điểm cá nhân. Thì mọi người tự nghiên cứu, tự đánh giá, tự nhìn nhận. Hay như kiểu là qua cái sự việc ở Hàn Quốc cũng vậy, cũng có nhiều quan điểm trái chiều. Thế thì hiện nay đó, chúng ta theo dõi không gian mạng, chúng ta thấy là những cái hình ảnh mà tự đeo, tự làm bàn thờ cho mình, đúng không ạ? Rồi là đắp chiếu thắp nhang để hóa trang thành, thành trong lễ hội Halloween đấy, ở Việt Nam mình đấy, đúng không? Cái hình ảnh đấy nó rất là phản cảm đấy, nó rất là phản cảm. Và bản thân cái lễ hội thì chính xác là bản thân cái lễ hội nó không có gì là xấu cả đấy. Thế nhưng mà cái người, đúng không, cái người tổ chức, cái người tham gia đó, người ta làm xấu đi những cái hình ảnh của một lễ hội. Đấy, thì ngày hôm nay ta thấy rất rõ thôi. Thế thì những người đó hóa trang như vậy có phải là tự biến mình trở thành một cái trò cười cho thiên hạ không? Khi mà sinh mạng con người đáng quý đến chừng nào, đúng không ạ? Thì đã đi hóa trang như vậy. Ngay kể cả Hàn Quốc đấy, người ta tuyên bố tổ chức quốc tang đấy. Thế thì lại đi hóa trang trở thành một cái xác nằm ở trên đường đắp chiếu, thắp nhang nghi ngút đấy, khói bay mù mịt tuyệt vời đấy. Học tập đấy, chúng ta học tập đấy, văn minh đấy, tiến bộ đấy, thì chả thấy tiến bộ đâu, đúng không? Mà để lại những cái hình ảnh mà nó không mang tính giáo dục, nó không mang tính thuyết phục, và nó không mang lại cái gì, nó mang tính gọi là văn hóa. Tôi xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã tham gia buổi live ngày hôm nay. Thì cũng chúc mọi người ngủ ngon, hẹn mọi người vào buổi live ngày hôm sau. Xin cảm ơn anh Tơ Quang và cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi sau ạ.